Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vương Hạnh TV. Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gia đình được bình an nha. Đến cái câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng muốn nói chuyện với quý vị một chút liên quan tới vụ việc của cháu Đạt. Thì ngày hôm qua mình đã đăng tải cái nơi, cái phòng trọ của chị Lan cũng như là của cháu Đạt. Và mọi người cũng đã được xem và tất cả mọi người cũng đã tới đó Uh, lấy di ảnh này rồi hoa đăng trà quả thực cũng đã làm lễ cho cháu đạt tại uh, cái khu vực đình lệ mật đó thì cái còn cái câu chuyện ngày hôm nay mình cũng muốn nói đến uh, với quý vị đó là cái câu chuyện mà tới ngày 23 tháng 6 này thì uh, tất cả mọi người cũng sẽ tập trung tại khu vực đình lệ mật để uh, cầu siêu đó để cầu siêu cho cháu đạt thì uh, sẽ có những cái chương trình uh, tức là phát áo gần như là miễn phí đó mọi người 200 cái tầm 200 người thì là tất cả mọi người nếu ai có điều kiện thì chúng ta có thể đến đó ở chúng ta cùng nhau để cầu nguyện cho cháu đạt để cháu được ra đi thanh thản được tiêu sinh tịnh độ Thế còn về cái thông tin về cái gia đình ba cha con nhà kia thì hiện tại mình cũng chưa nắm được những thông tin gì và tiếp theo những câu chuyện mình muốn cập nhật đến quý vị là tại sao mình lại nói là như vậy bởi vì mọi người cũng biết rằng uh, cháu đạt thì tên của cháu đã là đạt rồi và tên của mẹ cháu là lan uh, theo mình nghĩ hay là những người tên như vậy thường thường là rất hay là khổ số phận rất là khổ hay, thế, đấy là theo mình nghĩ nó trùng lập thôi nhưng mình nghĩ cũng rất là nó có một cái gì đó uh, chị lan là mẹ của cháu đạt thì cái bạn đạt mà ở gần nhà của vượng hạnh đây thì cháu cũng tên là đạt và mẹ cháu à xin lỗi quý vị là chị gái cháu cũng tên là Lan thật sự hoàn cảnh của cháu đạt ở gần nhà mình này cũng rất là khổ thế thì uh, mình cũng đã đăng tải một số video rồi là 6 tuổi thì uh, cháu mất mẹ đó thì sau thời gian không lâu một năm sau đó thì ông nội cháu cũng mất ông nội cháu ở một mình với mọi người không ở với ai thì một năm sau đó thì ông nội cháu mất sau đó thì đến 9 tuổi thì uh, bố cháu lại qua đời, thì để lại cho cháu đạt này, hai chị em cháu là đạt với lan là một cái nỗi cô đơn vô cùng tận. thì vừa rồi uh, chị gái của cháu cũng đã xây dựng gia đình, thì là để lại một mình cháu đạt, thật sự là ở mỗi nhà một một vài ngày, ở với bà ngoại, uh, vài tháng rồi về ở với chị vài tháng sau đó ở với bác vài tháng. hiện tại cháu cũng đang rất là bơ vơ, đang rất là Uh, cuộc sống đang rất là khổ thế thì ngày hôm nay mình cũng muốn nói đến quý vị là tại sao những cái người tên là đạt hay là tên là lan trong một gia đình nhé mọi người mình mình đang nói là trong một gia đình chứ mình không nói riêng gì tên là cháu đạt tên là đạt rồi chị gái của cháu tên là lan thì cũng trùng hợp với cháu đạt mà bị ở tại đình lệ mật á mẹ cháu cũng tên là lan đây là một câu chuyện mà thật sự là mình cũng cảm thấy nó trùng lập mà nó cũng có một cái gì đó nó liên quan đến tâm linh thì mình không hiểu sao hay là ở trong gia đình có hai cái tên đó đó thì sẽ nó xung khắc hay là như nào mình cũng không biết nhưng mà hai cái tên này đạt và lan này nó sẽ có một cái gì đó theo mình hiểu thôi theo mình kiểu như là mình mình nghĩ là như vậy thôi nó có một cái gì đó nó 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 nó, nó, nó đối lập cho nên là phải có những cái sự chia ly phải có được những cái không người nọ thì người kia bị thật sự là mình cũng cảm thấy rất là thương thế để trở lại câu chuyện của cháu đạt ở phú thọ thì uh, như mọi người biết là cái câu chuyện này mình nói thì có người cho rằng mình nói đi nói lại nói tái nói hồi nói nhiều quá uh, nếu mình vẫn nói là <laughs> mọi người hoan hỉ được thì uh, mình rất là cảm ơn còn những cái thông tin mà nắm bắt được thì mình đương nhiên là mình phải cập nhật cho mọi người nhưng mà chưa nắm bắt được những thông tin gì thì cũng không cập nhật được cho nên là uh, mọi người cũng phải hoan hỷ và thông cảm cho mình trong cái thời gian qua thì công an người ta vẫn tiếp tục đang làm việc chưa có một cái gì nổi bật cả nếu có một cái gì đó mà nổi bật có một cái gì đó mà uh, nó mới mẻ thì mình sẽ cập nhật ngay không có thì mình cũng phải phải chịu thôi chứ còn có là mình cập nhật ngay đương nhiên là quý vị cũng phải hết sức thông cảm đến như vậy Thế còn mỗi là hôm nay là cái thông tin là tới ngày 23 tháng 6 này sẽ là mọi người sẽ tổ chức một à, tầm 200 cái áo phát cho 200 người để mà cùng làm cái lễ cầu siêu cho cháu Đạt để mong cháu được à, tiêu sinh tịnh độ. Thế thì cái vụ việc này vẫn chưa được xử thì chúng ta sẽ phải đợi những thời gian sắp tới nếu mà xử thì mình đương nhiên là mình sẽ cập nhật đến quý vị. Thế còn nếu mà không xử chưa xử thì làm sao mà mình cập nhật được đến quý vị đúng không ạ? nên là mọi mỗi người chúng ta thì uh, yêu quý cháu đạt mà chúng ta thương cháu đạt thì uh, thay vì mọi người miệt thị và mắng mình thì mọi người chỉ cần bình luận một câu thôi a di đào phật vào đó để giúp uh, cho cháu đạt được tiêu sinh tịnh độ chúng ta bỏ cái sân si bỏ cái tham bỏ cái uh, tham sân si đi để chúng ta đừng nên uh, công kích uh, những cái người mà mình đang tin như mình bởi vì là thật sự là khi mà mình bỏ công vất vả Mình làm những thông tin này ra thì thì để gửi đến mọi người Thế còn nếu không có thông tin thì mình cũng nói luôn là không có thông tin Và cũng chỉ muốn ngồi đây để mà tâm sự cùng mọi người Để cho nó, uh, cho mọi người đỡ phải chờ đợi Và khi thấy mình thì có thể là rất nhiều người Khi thấy mình lên video là có người rất là vui Khi mà uh, có những câu chuyện mà gửi gắm đến nhau Đúng không mọi người? chúng ta ngồi, chúng ta nhìn nhau ở trên mọi người nhìn mình trong video. Thế đó là một cái duyên rồi, đó là một cái duyên rồi. Thế còn nếu có thông tin thì mình nói cập nhật ngay, không có thông tin là mình sẽ nói không có thông tin ngay từ đầu chứ mình cũng không vòng vo. Đó. Thế thì mình cũng chỉ muốn làm để cho mọi người biết rằng là tất cả mọi người vẫn đang quan tâm đến cháu đạt. Tất cả mọi người vẫn đang tiếp tục có những cái chiều hướng ủng hộ cho cháu đạt rất nhiều. Đó là một cái điều mà mình mong muốn là như vậy còn ngoài ra nếu như mà uh, mình cứ im đi vài ngày thì lại có người điện cho mình tại sao lại không có thông tin gì à uh, không thấy lên video đó thì mình lên thì lại có người lại vào bình luận rất là 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 uh, tức tối là, là, là mày lợi dụng mày câu view mày lợi dụng mày làm cái nọ kia nó thật với quý vị đây này, này. Uh, thực ra mà nói ấy, mỗi người mỗi việc mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì uh, mình cũng muốn uh, cập nhật để mà cái nhất nếu có tin thì cập nhật không có thì nói chuyện cùng nhau cũng được không sao cả đấy còn cái ngày hôm nay thì cái thông tin ngày hôm nay mình chỉ muốn truyền tải đến mọi người là uh, cái thông tin là tới ngày 23 tháng 6 này mọi người sẽ tập trung tại đình lệ mật sẽ có những cái buổi lễ cầu siêu cho cháu đạt thế thì nếu ai có điều kiện thì chúng ta tới khu vực đình lệ mật để cùng với tất cả các quý phật tử chúng ta sẽ cầu nguyện cho cháu đạt thế thì uh, câu chuyện đó thì nó cũng chỉ có vậy thôi bởi vì là nó cũng chẳng có một cái gì để khác thường đi cả bởi vì cháu đạt bây giờ mất rồi thế thì ngày hôm nay thì câu chuyện đó là câu chuyện của cháu đạt của con của chị Lan thế còn cái câu chuyện mà uh, của cháu đạt gần nhà mình này với lại chị gái cháu là chị Lan chị gái cháu tên là Lan cũng vừa mới lấy chồng thế thì mình cũng đang muốn nói với quý vị là câu chuyện ngày hôm nay là tại sao những người tên lan tên đạt ở cùng một nhà nó lại nhiều cái phức tạp đến vậy nó nhiều cái nỗi buồn đến vậy cho nên là chúng ta hãy cùng nhau sẻ chia cùng nhau uh, gắn kết lại để mà giúp đỡ lẫn nhau ai giúp đỡ được cho ai thì giúp còn không giúp được thì chúng ta cũng đừng miệt thị cũng đừng nói uh, một cách nó vô văn hóa thì nó sẽ không hay thế thì uh, tiện đây thì mình cũng uh, muốn nói với quý vị một đôi điều là cháu Đạt ở gần khu vực nhà mình này cũng rất là khổ hiện tại cháu mới có 16 17 tuổi thôi cháu cũng rất là khổ không có cha có mẹ từ lúc cháu còn nhỏ thì cuối năm nay là cháu sẽ bốc mộ cho cha cho mẹ thì cũng cần một khoảng là uh, cái kinh phí nó cũng tương đối một chút thì uh, mình cũng muốn mọi người uh, hoan hỷ chúng ta phát tâm uh, chúng ta phát tâm uh, để chúng ta giúp cho uh, cháu đạt ở uh, gần nhà mình này sẽ có được một cái số tiền nho nhỏ để mà cháu sẽ um, có được một số cái kinh phí để cháu uh, tức là cải táng lấy cốt lên để làm mộ đó mọi người thế thì uh, thay vì chúng ta đi cúng giường như cái thầy chuyện vừa qua đấy đi cúng giường cho các chùa các đền thì uh, chúng ta hãy nên suy nghĩ lại chúng ta hãy giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn neo đơn những người ung thư hay là những người bệnh nhân uh, khó qua khỏi đó chúng ta làm cái điều đó được thì phúc đẳng hải sa nó lớn lắm quý vị đó là một trong những việc mà chúng ta làm nó sẽ rất là tốt đó thế thì mình nếu mà mọi người mà ủng hộ được cho cháu đạt ở gần nhà mình đây cháu mà mất cha mẹ ấy, thì mọi người hãy liên hệ cho Vượng hạnh tv qua số điện thoại để uh, chúng ta có thể uh, kết nối với nhau để nếu mọi người muốn ủng hộ cho các cháu thì là mình sẽ uh, ngay lập tức thì mình ai ủng hộ thì mình sẽ ghi tên và ghi tên sau mình sẽ làm clip để mà uh, báo cáo với mọi người là tất cả những người này đã ủng hộ cho cháu đạt cho mọi người mình rất mong điều đó và mình sẽ để cái số tài khoản ở bên dưới phần mô tả quý vị có thể tìm ở ngay bên dưới video này bên dưới video này thì uh, mọi người nhìn thấy số tài khoản rồi tên của mình rồi là uh, cái tên ngân hàng đó là một cái điều mình rất là mong muốn quý vị hoan hỷ còn nếu mà mọi người có tấm lòng uh, ủng hộ được cho cháu đạt thì mình cứ điện cho mình nhá và ngày hôm nay mình cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều chúc cho mọi người uh, luôn luôn được hạnh phúc và sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống nhá mọi người uh, hoan hỷ và đừng uh, có công kích mình nhá cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi